Đây ở đây thì bà con mấy con da bơm nhân thể 1 2 3 4 5 6 7 8 nè. Là 7 7 lá rồi con, 7 lá nè, 7 cánh nè. Không, 7 cánh quạt nè. 7 cánh quạt có nâng cấp lên sau này là 7 cánh quạt nữa không? Ở đây đẩy được xa hơn, cao hơn. 7 cánh quạt thôi con đếm là 1 2 3 4 5 6 7 cánh đó bà con, hay là 7 cánh quạt ở trong đó. 7 cánh. 7 cánh quạt được. Đây là bơm nhân thể. 1 2 3 4 5. Coi nhân thể 5 hút sao, cột hút của nó là tối đa là khoảng 8 đến 10 m. Tốc độ là 3.600 vòng. Và khoảng 19 đến 20 khối trên giờ. Động cơ nó khoảng D24 ngựa trở lên. Độ cái độ xa đẩy cao á là khoảng 45 đến 50 m. Nghe đẩy lên cao khoảng 45 đến 50 m đều đứng đó bà con, thẳng đứng lên đó. Bây giờ là 7 lá cho nha con, cánh quạt 7 cánh hết trơn rồi nha. Không còn trời 6 cánh nữa. Thì bữa sau này là 7 cánh hết rồi. Còn có nhân thể 1 nè, nhân thể 2 nè. Nhân thể 3 nè, nhân thể 4 nè. Nhân thể 5 nè. Nó là 7 cánh hết rồi con. Bơm nén là toàn bộ 7 cánh hết luôn. Có số bơm nhân thể. Nhân thể 10 nè con. Đây nhân thể 10. Đó nhân thể 10. Nhân thể 10 là thể nén rồi con. Nhân thể 150 là thể tác nè. Nhân thể 100 là thể tác nè. Nhân thể 80 cũng là nhân thể tác rồi con. Nghĩa là nó tác tại chỗ đó. Nó khoảng 180 khối giờ, 60 khối giờ, nặng 31 kg nè. Nhân thể 60 nữa nè, bơm nén nè, nhân thể 6 bơm nén nè. Rồi sau này giờ là 7 cánh hết rồi bà con. Nhân thể 1, 2, 4, 5 là 7 cánh hết rồi nè. Rồi sau này 7 cánh hết rồi. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Đó con. Đó nguyên bộ bên nhân thể là vậy đó. Thì con phù hợp thì đặt nha. Nó gấp nguyên bộ lên vậy đâu con. Từ nhân thể 1, nhân thể 3, nhân thể 4, thể 5, 6, 7, 8 là gấp lên nguyên bộ con vậy đó. Con cứ về xài thôi. Cái này nâng cấp lên 7 cánh hết nha con. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Sau này là bơm nén nhân thể 1, 2, 4, 5, 6, 7. Bơm nhân thể 8. Là toàn nâng cấp lên 7 lá cho nha con, 7 cánh quạt đó là bơm đẩy xa hơn đó. Càng ngày càng nâng cấp lên. Bà con về là đẩy cánh quạt luôn, đẩy đi xa hơn. Đây nhân thể 1, 2, 4, 5 7 cánh hết luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Đẩy cánh sẽ giúp đẩy đi xa hơn rồi con, hoạt động dừng chuyển xa hơn. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Bơm nhân thể.